Gia đình mình vui bất thình lình là một trong những bộ phim Việt giờ vàng nhận được sự quan tâm lớn của khán giả màn ảnh rộng trong năm 2023. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên quen mặt với khán giả màn ảnh nhỏ. Tại lễ trao giải ấn tượng Đài truyền hình Việt Nam vừa qua, bộ phim đã xuất sắc vượt qua Cuộc đời vẫn đẹp sao và Đừng làm mẹ cáu để giành được giải thưởng Đài truyền hình Việt Nam Awards 2023. Sau khi phim kết thúc, khán giả tỏ ra rất tiếc nuối cho rằng phim quá ngắn, khao khát có thêm để xem cho bõ. Cũng sau khi tập cuối phát sóng, các diễn viên không còn thường xuyên có mặt cùng nhau cũng như có nhiều tương tác như ngày còn đóng chung. Chính vì thế mà ngay khi Doãn Quốc Đam đăng tải bức ảnh chụp chung cùng Thanh Sơn và Quang Sự đã nhận về lượng tương tác lớn từ cộng đồng mạng. Ở bộ phim Gia đình mình vui bất thình lình, ba nam diễn viên vào vai anh em công thành danh của bố Toại, nghệ sĩ nhân dân Bùi Bài Bình và bà Cúc, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương. Anh cả Công là nhân vật do Quang Sự đảm nhận. Công mang tính cách ù lì, khô khan, cứng nhắc, từng có một mối tình đẹp trước khi kết hôn, thế nhưng sau nhiều biến cố từ nỗ lực có con mà anh cả dần thay trở nên thu mình, xa rời với người vợ tảo tần, hiền lành hơn. Dẫu thế, anh vẫn có thể dễ dàng chia sẻ với hai người em trai thân thiết là Thành và Danh về những trăn trở trong cuộc sống. Doãn Quốc Đam được giao vai Thành, một người chồng yêu chiều vợ con hết mực. Đóng cặp vợ chồng với Lan Phương, cả hai đã tạo nên một cặp đôi vừa đáng yêu, hài hước nhưng cũng không kém phần lãng mạn, tình cảm. Doãn Quốc Đam ở bộ phim này cũng có ngoại hình trải chuốt hơn, bóng bẩy hơn. Nhân vật Danh được xem là người con giữa cân bằng nhất khi anh vừa đủ khéo léo, vừa đủ mạnh mẽ, biết cương biết nhu, vừa biết nể lại vừa biết chiều vợ. Em út Danh là vai diễn do Thanh Sơn đảm nhận. Xoay quanh nhân vật này là tình cảm của cặp vợ chồng Son Danh, Trâm Anh do Khả Ngân đóng. Danh mang tính cách cởi mở, nồng ấm, luôn yêu thương và một lòng hướng về gia đình. Tuy nhiên vì là con út nên từ sâu bên trong, Danh vẫn còn chứa sự trẻ con và ích kỷ khi đối diện với những khó khăn trong tình yêu. Dù vậy, bản chất đàng hoàng tử tế vẫn mãi ở đó, nó giúp Danh tha thứ cho người mình yêu thương và cả chính bản thân mình. Khi thấy hình ảnh mà anh hai Doãn Quốc Đam đăng tải, nhiều khán giả bày tỏ phải chăng Gia đình mình vui bất thình lình sẽ có phần 2 trong thời gian tới. Tuy nhiên, số khác lại cho rằng có lẽ đây chỉ là ảnh kỷ niệm của ba anh em Thanh Sơn, Doãn Quốc Đam và Quang Sự mà thôi. Bởi lẽ, trước đó, bộ phim Gia đình mình vui bất thình lình đã có cái kết rất viên mãn với cuộc sống hạnh phúc, con cái đề huề của cả ba anh em. Nếu giờ làm thêm phần 2 sẽ rất rối rắm, thậm chí khiến khán giả khó chịu vì lê thê. Được biết, hiện tại anh cả Quang Sự đang quay phim mới cùng dàn cast cực chất lượng là Hồng Diễm, Thúy Diễm. Bộ phim này sẽ lên sóng năm 2024 và hứa hẹn bùng nổ màn ảnh nhỏ. Về phần anh hai Doãn Quốc Đam và cậu út Thanh Sơn, khán giả vẫn đang mong chờ những dự án tiếp theo của cả hai. Hy vọng lớn hơn hết đó chính là mong các diễn viên sẽ sớm ngày tái xuất trong một bộ phim khác trong tương lai. Gia đình mình vui bất thình lình do hai đạo diễn trẻ Nguyễn Đức Hiếu, Lê Đỗ Ngọc Linh từng thực hiện 11 tháng 5 ngày dàn dựng. Tác phẩm nói về gia đình ông Toại, bà Cúc có ba anh con trai Công, Thành, Danh và ba nàng dâu Phương, Hà, Trâm Anh. Phim không tô hồng cuộc sống bởi vẫn khắc họa đầy đủ các xung đột gia đình. Tuy nhiên, mỗi nhân vật được soi chiếu qua lăng kính hài hước khiến tình huống trở nên nhẹ nhàng. Series quy tụ nhiều gương mặt quen với khán giả như nghệ sĩ Bùi Bài Bình, ông Toại, Lan Hương, bà Cúc, Quang Sự, Công, Kiều Anh, Phương, Lan Phương, Hà, Doãn Quốc Đam, Thành, Thanh Sơn, Danh, Khả Ngân, Trâm Anh. Ekip cho biết truyền tải câu chuyện mẹ chồng nàng dâu chưa bao giờ cũ từ góc nhìn của người trẻ với những khái niệm mới về công, dung, ngôn, hạnh.